Và trong hành trình mà mình gắn bó với The Sun Symphony thì mình đã có được những cái thành tựu về âm nhạc, giống như là mình đạt giải top 7 giọng hát truyền hình Sao Tìm Sao vào năm 2020, top 3 chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Hi, xin chào mọi người, mình là Lenny, 23 tuổi và công việc hiện tại của mình là ca sĩ tự do. Và mình đã gắn bó với The Sun Symphony được gần 6 năm ạ. Thì khi mà mọi người nghe cái con số là 6 năm thì không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với em thì nó là một con số không quá dài nhưng mà cũng không phải là ngắn, đúng không ạ? Gần như là nửa thập kỷ rồi. Lenny là một người đam mê âm nhạc từ bé và lúc nhỏ là đã có mơ ước trở thành một ca sĩ rồi. Nhưng mà vì lúc nhỏ là mình ở ngoài một cái vùng quê, cho nên là lúc đó những cái điều kiện phát triển về âm nhạc cũng như là cái nghề ca sĩ nó chưa có được gọi là rộng rãi, nó chưa có được phát triển một cách rộng rãi, cho nên là mình cũng chỉ ấp ủ cái giấc mơ làm ca sĩ của mình ở trong lòng thôi, và mình cũng chỉ đi hát, tham gia những cái hoạt động của phường, của xã. Và đến năm mà Lenny 16 tuổi thì mình vào Sài Gòn học, và lúc đó thì mình chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn hát hay hơn, cho nên là mình đã lên mạng tìm kiếm chỗ học thanh nhạc, và mình tình cờ tìm thấy tên The Sun Symphony, và mình nghĩ đó là cái duyên mà mình gắn bó với The Sun đến bây giờ. Và lúc đầu thì mình chỉ mong muốn học cơ bản thôi để mà hát hay hơn thôi, nhưng mà trong quá trình học thì thầy cảm thấy là mình có đam mê và mình cũng có đủ khả năng được thầy khai phá, thì lúc đó là mình mới bắt đầu theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Và trong hành trình mà mình gắn bó với The Sun Symphony thì mình đã có được những cái thành tựu về âm nhạc, giống như là mình đạt giải top 7 giọng hát truyền hình Sao Tìm Sao vào năm 2020, top 3 chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Rồi mình cũng đậu vào những cái game show giống như là Sàn Chiến Giọng Hát. Và một cái cột mốc rất là đặc biệt mà mình nhớ mãi, đó chính là mình ôn thi tại The Sun Symphony và thi đậu vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì sao mà mình cảm thấy đó sẽ là một cái cột mốc đáng nhớ nhất của mình, là bởi vì cái giai đoạn mà mình thi đậu vào một cái trường nhạc chính chuyên là mình bắt đầu mình có cái niềm tin hơn là mình có khả năng là mình sẽ theo được cái con đường âm nhạc chuyên nghiệp này. Và bắt đầu từ lúc đó thì mình cảm thấy tự tin hơn về giọng hát của mình, rằng là mình có khả năng để theo con đường chuyên nghiệp. Và cứ như vậy thì mình học và phát triển tiếp tục cho đến bây giờ. Và mình có một cái kỷ niệm rất là thú vị mà mình nhớ mãi khi mà từ ngày đầu mình đến thử giọng tại The Sun, đó chính là trước đó mình có thử giọng ở một nơi khác thì giảng viên ở đó chỉ nói về những cái ưu điểm của mình á, ví dụ như là mình có giọng hát nè, hay khen mình là hát hay, hát tốt đó. Nhưng mà khi mà đến thử giọng tại The Sun Symphony thì giảng viên ngoài nói về những cái ưu điểm của mình là em có cảm âm, em có cảm nhiệt, em hát tốt, em có khả năng phát triển, thì giảng viên còn nói về những cái khuyết điểm mà mình gặp phải. Ví dụ như là Lenny nhớ lúc đó giảng viên có nói với mình là giọng em mỏng, giọng em chưa lên cao được, hoặc là giọng mình thiếu cảm xúc đấy. Thì đó là những cái điều mà mình cảm thấy khá là thú vị, bởi vì các bạn có công nhận là khi mà giảng viên nói được những cái mà mình thiếu sót thì mình sẽ có hứng thú để mà thay đổi cái điều đó không? Nhưng mà đối với Lenny thì đó là cái mà Lenny cảm thấy rất là tâm đắc
khi mà đến với The Sun thử giọng. Trong khoảng thời gian mà mình học tại The Sun Symphony thì mình có cảm nhận là với mỗi học viên, với một cái cách giọng khác nhau thì giảng viên sẽ có những cái phương pháp và cái lộ trình học khác nhau cho từng cá nhân. Cho nên là cái điều đó cũng là một cái điều mà Linh thì thấy khá là đặc biệt, vì nó sẽ tối ưu được thời gian và cái hiệu quả cho từng người khá là tốt. Và một điều mà Linh thì thấy ấn tượng nữa đó chính là môi trường học ở đây, giảng viên và mọi người tại The Sun rất là hòa đồng, gần gũi với nhau. Linh thì ngoài học được những cái kỹ thuật thanh nhạc từ thầy thì Linh thì còn học được ở các bạn cùng học với mình nữa. Chúng mình có thể học lẫn nhau. Vì Linh thì cũng có thể chia sẻ lại những cái điều mà mình đã học được cho mọi người và chúng mình cùng nhau phát triển. Theo như mình cảm nhận thì âm nhạc là một cái món ăn tinh thần gần như là không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Nó giúp cho tinh thần của mình vui vẻ hơn. Cho nên các bạn có thể xem nó như là một sở thích và trải nghiệm các kỹ năng mới này. Còn đối với các bạn có mong muốn cũng như là định hướng sẽ theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp giống như Lenny thì với kinh nghiệm là một người đã học trước và cũng đã có được những cái thành tựu nhất định trên con đường nghệ thuật của mình, thì Lenny nghĩ rằng mọi người có thể tin tưởng và lựa chọn The Sun Symphony để mà trải nghiệm và chúng mình cùng nhau phát triển ước mơ nhé.